Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần. Trưa 17 tháng 10 giờ địa phương, sau phiên họp với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban châu Âu đã thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA dự kiến cuối năm 2018 và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn đầu năm 2019. Mặc dù rất mong muốn đạt được một thỏa thuận về vấn đề Brexit tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong ngày 17 tháng 10 vừa qua, song Anh và EU vẫn chưa đạt được tiến triển gì mới để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến biên giới Ireland, khiến tương lai của Brexit tiếp tục duy trì là một câu hỏi lớn cho tất cả các bên. Ngày 17 tháng 9, Australia đã chính thức hoàn tất thủ tục phê chuẩn CPTPP và trở thành quốc gia thứ tư phê chuẩn văn kiện này. Ba quốc gia đã phê chuẩn CPTPP là Nhật Bản, Singapore và Mexico. New Zealand và Canada chuẩn bị hoàn tất tiến trình thông qua. CPTPP sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày sau khi 6 quốc gia phê chuẩn. Ngày 16 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoàn tất cải tổ chính phủ, chọn ông Christopher Castaner, nhân vật trung thành với Tổng thống và lãnh đạo đảng cầm quyền làm Bộ trưởng Nội vụ, một vị trí được đánh giá là khá nhạy cảm. Việc cải tổ được cho là nhằm ổn định bộ máy chính quyền sau làn sóng từ chức hàng loạt và khởi động lại kế hoạch cải cách đang có dấu hiệu bị chìm lắng xuống. Ngày 14 tháng 10, cử tri bang Bavaria đã tham gia cuộc bỏ phiếu bầu ra cơ quan lập pháp mới của bang. Tuy nhiên, đảng CSU thuộc Liên minh cầm quyền chỉ nhận được khoảng 35% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, kết quả bầu cử được coi là thắng lợi lớn đối với đảng xanh và đảng cực hữu AfD, khi các đảng này đạt tới 18,5% và 10,9%, qua đó giành vị trí thứ 2 và thứ 4 trong quốc hội bang Bavaria. Quý vị, từ ngày 7 đến 12 tháng 10, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 3 và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội nước ta, cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng và nhà nước ta tới đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nhân kỷ niệm 40 năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm lịch sử này chính là chủ đề chính trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Từ ngày 7 đến 12 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 3 và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ, thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự tọa đàm Quốc hội Kinh doanh Đầu tư Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tọa đàm thu hút gần 30 doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 100 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đồng thời bãi bỏ các biện pháp phòng vệ thương mại và áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bà mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là hợp tác hàng hải, đóng tàu, trao đổi công nghệ, kỹ thuật hàng hải, thúc đẩy hợp tác hàng không giữa các hãng hàng không Turkish Airlines và Vietnam Airlines, tăng cường hơn nữa hợp tác về an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khuyến khích sinh viên hai nước nghiên cứu và xem xét cấp học bổng cho sinh viên hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN. Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý vị cùng gặp gỡ Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Akif Bayhan, để tìm hiểu rõ hơn về chuyến thăm này. Cảm ơn Đại sứ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, được biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 3. Vậy đâu là trọng tâm và kết quả mà hội nghị lần này đạt được? Trước tiên, cảm ơn VITV đã mời tôi tham dự chương trình. Như đã được biết, Quốc hội các nước Á-Âu, chủ yếu bao gồm các nước châu Á, được khởi xướng bởi Nga, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, đã thu hút sự tham dự của 39 quốc gia, 22 Chủ tịch Quốc hội, 14 Phó Chủ tịch Quốc hội, 5 thành viên Quốc hội, 2 đại sứ và 7 Chủ tịch, Tổng Thư ký đến từ nhiều tổ chức quốc tế khác nhau. Số lượng tham dự hội nghị đông đảo lần này ghi nhận sự gia tăng rất lớn so với hai hội nghị trước đó. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu vô cùng truyền cảm hứng.
căn cứ vào chủ đề của hội nghị lần này là hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vững ở các nước khu vực Á-Âu. Bởi nhiều quốc gia đang phát triển như Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đều đạt tốc độ tăng trưởng cao, song về mặt môi trường còn tồn tại nhiều hạn chế. Do đó, tại đây, nhiều quốc gia đã thảo luận về các cách thức cũng như nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phát triển kinh tế bền vững, đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, trong hội nghị, các nước tham dự còn thông qua một tuyên bố chung toàn diện và cụ thể, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại liên nghị viện, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Nhìn chung, cuộc họp đã tạo ra bầu không khí thảo luận thẳng thắn và tạo ra một không gian để các nước có thể trao đổi quan điểm về việc tăng cường quan hệ đối tác sâu sắc trong Eurasia. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ. Về những hoạt động và kết quả nào đã đạt được trong chuyến thăm song phương này? Trong ngày 8 tháng 10, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tham dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ Việt Nam tại Istanbul để thảo luận về các chính sách cũng như tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước. Có thể nói, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vô cùng quan tâm đến quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh, bà ấy đã dành ngày đầu tiên để tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp. Tiếp đến vào ngày 9, 10 tháng 10, bà ấy đã đến thành phố Antalya để tham dự MSIP3. Và trong những ngày còn lại, bà đã dừng chân ở thủ đô Ankara để bắt đầu hoạt động đối ngoại song phương chính thức theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đồng thời có chuyến thăm lăng mộ Atatürk. Ngoài ra, bà ấy cũng có chuyến thăm cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong các cuộc tiếp xúc này, Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ đã tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, bao gồm thương mại, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Hai sự kiện mà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tham dự có ý nghĩa và tác động thế nào đến quan hệ hai nước, thưa ông? Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội và cũng là lãnh đạo cao cấp nhất từ trước đến nay đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, chuyến thăm này còn trùng với thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều này đặt ra một cột mốc vô cùng quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Có thể nói, chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước nói chung và hai quốc hội nói riêng. Bất chấp khoảng cách địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ luôn xem Việt Nam là một đối tác trung thành và đáng tin cậy trong khu vực, cũng như trên các nền tảng đa phương. Bởi thông qua Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự kết nối với các quốc gia Đông Nam Á khác. Ngoài ra, hai quốc gia đều có những cách tiếp cận tương tự đối với các mục tiêu chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế. Do đó, chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực. Đại sứ có cho rằng chuyến thăm lần này được coi là một sự kiện đóng góp cho hòa bình, hữu nghị và đoàn kết châu Á và châu Âu, không thưa ông? Như bạn đã biết, có rất nhiều diễn đàn và tổ chức đa phương ở châu Á, châu Âu và Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã kết nối các tổ chức này với nhau. Chuyến thăm này không chỉ dừng lại ở mức độ tư vấn, trao đổi các ý tưởng, kinh nghiệm giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn thúc đẩy một khuôn khổ hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai quốc gia. Điều này mang lại ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng. Cá nhân tôi hy vọng rằng Việt Nam có thể tổ chức một cuộc gặp tương tự với Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai. Vâng, mời ông đến với phần 2 của chương trình. Chuyến công du lần này được thực hiện nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 40 năm qua, lĩnh vực thương mại đầu tư hai nước đã có nhiều bước phát triển, kim ngạch thương mại song phương cũng đạt mức cao kỷ lục. Vậy trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới có nhiều biến động, tiềm năng hợp tác của hai nước như thế nào? Vấn đề này sẽ được đề cập trong phần 2 của chương trình. Thời gian gần đây, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt những lệnh trừng phạt nặng nề lên quốc gia Trung Đông này, liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ mục sư Andrew Brunson, người bị Ankara cáo buộc tham gia vụ đảo chính bất thành năm 2016, Mỹ đã tăng thuế gấp đôi lên mặt hàng nhôm thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, khiến đồng lira tuột dốc mạnh. Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ tích cực thúc đẩy quan hệ với các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông. Kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục phát triển trong thời gian qua. Năm 2017 đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ,
trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 970 triệu đô la Mỹ. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch lên 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cửa ngõ để nhiều mặt hàng của Việt Nam như gạo, cao su, chè, hàng may mặc, giày dép, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ và thị trường Trung Đông và EU. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 26 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 15 dự án có tổng vốn 730 triệu đô la Mỹ. Cơ hội hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là các lĩnh vực mà doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ có thế mạnh như hạ tầng cảng, hàng không, hạ tầng đường bộ, y tế. Và nếu khai thác tốt các lợi thế này, số doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng theo cấp số nhân. Với yếu tố thuận lợi như cả hai nước đều có nhu cầu mở rộng trao đổi hàng hóa, đầu tư quốc tế, quan hệ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực chế tạo và xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở, hiện đại hóa, y tế, chế biến thực phẩm vân vân. Để nắm bắt và tận dụng triệt để những yếu tố thuận lợi này, doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng phát triển lợi thế của mình và xây dựng những kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược để phù hợp với xu thế toàn cầu. Trong 27 năm sống tại Việt Nam, tôi nhận thấy hai nước gắn bó rất thân thiết. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm chung cũng như các cơ hội hợp tác. Điều khó khăn với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề ngôn ngữ. Điều đó cản trở việc tiếp cận thông tin cần thiết. Tuy nhiên, Việt Nam ngày càng cởi mở hơn, các cơ chế kinh doanh cũng rõ ràng và minh bạch hơn. Tôi không gặp vấn đề gì vì nhận được nhiều sự giúp đỡ ở đây. Có rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực khách sạn, đầu tư bất động sản, sản xuất, y tế và du lịch. Việt Nam luôn rất chào đón và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tới đây. Bên cạnh đó, việc hãng hàng không Turkish Airlines mở đường bay thẳng từ Istanbul đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tần suất một chuyến một ngày đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Thưa đại sứ, thời gian gần đây, căng thẳng thương mại toàn cầu đang leo thang. Điều này tác động thế nào đến Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ giữa hai nước? Thật không may, nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một sự gia tăng không lành mạnh trong chính sách bảo hộ của một số nền kinh tế hàng đầu, dẫn đến cuộc chiến tranh thương mại kể từ đầu năm nay. Không có nghi ngờ rằng xu hướng này sẽ thay đổi sự chuyển dịch của hệ thống thương mại đa phương hiện tại. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại này có thể là cơ hội cho các nước đang phát triển đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu và cung ứng của họ. Chúng tôi chân thành tin rằng thương mại toàn cầu sẽ cho thấy một sự tăng trưởng ổn định hơn trong một môi trường không bị cản trở, không phải là một người bảo vệ. Tôi khá chắc chắn rằng Việt Nam cũng có chung tầm nhìn về vấn đề này. Để giảm thiểu tác động trực tiếp và gián tiếp của chủ nghĩa bảo hộ, chúng ta phải tập trung vào các biện pháp hiệu quả và sáng tạo để tạo thuận lợi hơn cho thương mại. Bằng cách này, chúng ta có thể nắm bắt cơ hội trong rủi ro. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự phát triển về mặt kinh tế và thương mại giữa hai nước? Hợp tác kinh tế và thương mại của Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ 600 triệu đô la Mỹ 10 năm trước, đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 237 triệu đô la Mỹ xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và 3 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2017. Ngay cả khi giao thương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã được liên tục tăng trong những năm qua, nhưng con số này vẫn thấp hơn tiềm năng thực sự của hai nước. Vì vậy, chúng tôi đặt mục tiêu đạt được khối lượng thương mại song phương trị giá 4 tỷ đô la Mỹ cho đến cuối năm 2020 trong cuộc họp thứ 7 của Ủy ban Kinh tế và Thương mại chung Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. Sự gia tăng trong kim ngạch thương mại song phương chủ yếu xuất phát từ xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là các sản phẩm của các công ty quốc tế được sản xuất tại Việt Nam. Tình trạng này gây ra một mức thâm hụt thương mại lớn đối với chúng tôi. Vì vậy, ý định của chúng tôi là cải thiện kim ngạch thương mại một cách cân bằng hơn. Bằng cách này, sự tăng trưởng sẽ bền vững hơn và cùng có lợi cho cả hai nước. Mặt khác, kim ngạch đầu tư song phương của chúng ta cũng vẫn thấp hơn tiềm năng vốn có. Chúng tôi khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tích cực nắm bắt các cơ hội tiềm năng tại thị trường Việt Nam rộng lớn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể là một đối tác mạnh mẽ, đối tác Việt Nam trong nỗ lực phát triển đất nước, đặc biệt là đối với các dự án cơ sở hạ tầng. Các công ty đấu thầu của chúng tôi đã có tên tuổi trên khắp thế giới về khả năng cạnh tranh, độ tin cậy và tiêu chuẩn cao. Năm ngoái, quá trình phê chuẩn Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được hoàn thành ở cả hai quốc gia. Vì vậy, các doanh nhân của hai nước sẽ có thể hoạt động thoải mái hơn và mạnh mẽ hơn khi thực hiện các kế hoạch đầu tư và thương mại. To come to the negotiating table, and it will be beneficial to each side
Theo đại sứ, hai nước cần có những biện pháp nào để khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng sẵn có dựa trên lợi thế cạnh tranh và năng lực của hai nước? Các biện pháp chính để đạt được đầy đủ tiềm năng trong thương mại và đầu tư song phương là nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau của các doanh nghiệp hai nước bằng cách trao đổi các đoàn thương mại và thúc đẩy các cộng đồng doanh nghiệp hợp tác trong các sự kiện thương mại, đầu tư và du lịch. Trong sự kết nối này, phải kể đến diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức vào dịp các chuyến thăm cấp cao như chuyến thăm của ông Binali Yildirim, cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2017 và chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ mới đây. Đây là các diễn đàn nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế song phương trên cơ sở cùng có lợi, giảm thiểu các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt và giúp đỡ, khai thác các cơ hội kinh doanh ở mức độ lớn hơn trong các thị trường tương ứng, cũng như cho sự hợp tác của nước thứ ba. Để mở rộng hơn nữa khối lượng thương mại giữa hai nước thông qua giảm chi phí thương mại và giảm bớt thủ tục hải quan, chúng tôi mong muốn ký một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết các FTA với 24 quốc gia và có một liên minh hải quan với Liên minh châu Âu. Hơn nữa, các cuộc đàm phán FTA đang được tiến hành với 17 quốc gia và khối các khu vực. Việt Nam cũng đã kết thúc đàm phán FTA với EU và FTA này dự kiến sẽ có hiệu lực trong một tương lai không xa. Tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta có thể bắt đầu các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt. Đó sẽ là bước quan trọng nhất để thúc đẩy thương mại song phương giữa các nước chúng ta. Ông kỳ vọng thế nào về quan hệ hợp tác tương lai giữa hai nước thưa ông? Quan hệ của Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển mạnh trên nền tảng và chương trình làm việc tích cực. Cả hai bên đều có ý chí chính trị và quyết tâm để nâng cao và nâng tầm mối quan hệ của chúng ta. Điều thực sự quan trọng để mở rộng và tăng cường hợp tác, như tôi đã giải thích ở trên, chúng tôi có một mức độ hợp tác tuyệt vời với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ chú trọng đến việc tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ và quan hệ đối tác với các nước Đông Nam Á cùng với ASEAN. Hơn nữa, với sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đối tác đối thoại của ASEAN vào tháng 8 năm 2017. Điều này chắc chắn sẽ tăng cường mối quan hệ của chúng tôi với khu vực nói chung. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, hoạt động gìn giữ hòa bình, nỗ lực chống khủng bố, an toàn hàng hải bằng cách củng cố khung pháp lý song phương trong các lĩnh vực này. Tôi tin rằng Việt Nam có thể hưởng lợi từ công nghệ và sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù có những điểm tương đồng nhất định, người Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam vẫn chưa hiểu nhiều về giá trị văn hóa và tiềm năng của nhau. Do đó, hai nước cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và kinh doanh bằng cách giảm bớt các hạn chế về visa. Điều này sẽ làm cho du lịch theo cả hai hướng mượt mà hơn. Các chuyến bay trực tiếp hàng ngày do Turkish Airlines cung cấp giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Istanbul tạo điều kiện cho sự phát triển giao lưu nhân dân. Tổ chức các sự kiện xúc tiến văn hóa thường xuyên ở các quốc gia cũng sẽ giúp tăng cường tương tác văn hóa giữa các dân tộc của chúng ta. Đây là điều tôi đang nỗ lực. Sắp tới, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và trong tuần lễ thời trang Việt Nam, các nhà thiết kế và người mẫu Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ góp mặt. Hy vọng những nỗ lực này có thể đem hai nước đến gần nhau hơn. Cảm ơn đại sứ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã mời tôi tham dự chương trình. Và nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người phụ nữ, mọi cô gái, mọi người bà, người mẹ, người chị, người em. Tôi tin rằng họ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và họ đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trong mọi vai trò của mình và trong mọi ngành nghề, từ lĩnh vực công, tư nhân, doanh nghiệp. Mọi lời tốt đẹp nhất dành cho phụ nữ Việt Nam. Xin cảm ơn. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Akif Ayhan đã giúp quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về chuyến thăm vừa rồi của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ hai nước. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.